hồi xưa đất nước Campuchia có hơn 1 triệu cây số vuông, nên nhìn thấy đây là mảnh đất của đất nước Campuchia, toàn bộ cái màu vàng này. Hiện nay đất nước Campuchia chỉ còn một quỹ màu này thôi, có nghĩa là hiện nay chỉ còn là 181.035 cây số, nhưng mà xưa kia có hơn 1 triệu. Em thấy rất là nhiều đất nước nằm trong lãnh thổ đất nước Campuchia, hiện nay cả đất nước Việt Nam cũng có luôn. Nên đây là lại việc ngày xưa có ngang đây thôi, khu vực này là Champa, đây là đồng bằng sông Cửu Long, nên đây hiện nay Campuchia chỉ còn 1 triệu. Đây là cái sơ đồ của Campuchia đây. 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 Đây là cái